How to stress medical terminology. Khi nói về việc phát âm trong Anh văn thì việc nhấn đúng trọng âm đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vì trong Anh văn thì cái trọng âm rất quan trọng nó cũng giống như là trong tiếng Việt chúng ta phải nói đúng cái dấu câu sắc huyền hỏi ngã nặng vậy đó. Thì nếu trong tiếng Anh mà chúng ta nhấn sai cái âm nhấn thì người ta có thể không hiểu hoặc là hiểu lầm ý của chúng ta. Một từ thường thường sẽ có ít nhất là một âm nhấn đó là cái âm mà sẽ được nói mạnh nhất, kéo dài nhất và âm sắc cũng cao nhất so với những cái âm khác trong cái từ đó. Nếu mà một từ nó có nhiều âm thì thường sẽ có một cái âm mạnh nhất, nó gọi là primary stress. Và cũng có thể có một âm nhấn khác nhưng nhẹ hơn so với primary stress thì người ta gọi là secondary stress. Và hai cái âm này thường thường sẽ cách nhau hai syllable, cách nhau hai âm. Ví dụ như là Leukopenia, thì chúng ta có uh, primary stress là pinia, à, còn secondary stress là cái âm đầu tiên, microscopic, psychological, đó thì chúng ta sẽ có hai âm nhấn trong đó một cái âm chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn gọi là primary stress. thì trong những cái thuật ngữ uh, tiếng Anh y khoa thì cái âm nhấn phụ thuộc rất nhiều vào cái suffix đó là cái âm cuối của từ đó ví dụ như là những cái từ mà tận cùng bằng x chẳng hạn thì cái âm nhấn thường là âm thứ hai từ bên phải đếm qua tức là cái âm ngay sau cái x ví dụ pediatric chúng ta nhấn cái âm ngay sau cái x luôn ha antibiotic nephritic hyperdermic đó tuy nhiên sẽ có những cái ngoại lệ cho những cái quy luật như vậy ví dụ như là tận cùng bằng x thì chúng ta có 8 cái ngoại lệ ví dụ như là catholic công giáo heretic người theo dị giáo lunatic người mất trí arsenic arsen politics chính trị arithmetic đại số arabic Arab, rhetoric Hùng biện Và cái âm nhấn mà rơi vào âm thứ hai từ bên phải đếm qua Nó khá là phổ biến đối với những cái uh, Những cái suffix Ví dụ như là ion chẳng hạn Contraception Thì chúng ta sẽ nhấn âm thứ hai Sau cái âm ion này Là seb. Contraception Gestation Reaction chúng ta nhấn âm thứ hai từ bên phải qua Ablation, Diminution, Perfusion Đó, chúng ta sẽ nhấn âm thứ hai sau cái âm ion và chúng ta cũng có cái quy luật tương tự đối với nhiều cái âm tận cùng khác ví dụ những từ nào mà tận cùng ia yeah, chẳng hạn chúng ta cũng nhấn âm thứ hai từ âm bên phải qua tức là cái âm ngay sau cái ya đó ví dụ như là anesthesia septicemia claustrophobia dyslexia Ian cũng tương tự như vậy physician magician italian và io cũng như vậy radio potential myocardial, artificial, differential, ears cũng giống giống như vậy luôn. cái âm ngay sau ears ở đây là âm p ha. suspicious, unconscious, amphibious, Malarious nói chúng ta sẽ nhấn cái âm ngay sau cái ears đó. và ears cũng như vậy. anterior, inferior Exterior. Ian, Deficient, proficient, impatient, convenient. Right. U, Gradual, perpetual, continual, residual. Use, um, Ambiguous, impetuous, conspicuous. Đó, chúng ta cứ ấm nhấn cái âm ngay sau cái word này và tận cùng bằng y âm cũng vậy potassium bacterium delirium đối với những cái âm tận cùng bằng et thì chúng ta sẽ nhấn cái âm ngay phía sau nó cũng giống những cái âm trên nhưng để đơn giản chúng ta nên gộp cái quy luật này vào cái quy luật ở dưới luôn tức là những cái từ nào mà tận cùng bằng chữ y dài thì chúng ta sẽ nhấn âm thứ ba từ bên phải đếm qua ví dụ như là một âm t hai âm quan ba âm quantity equality e e âm thứ ba deformity đó chúng ta sẽ nhấn âm đó và tương tự chúng ta sẽ nhấn cái âm nào tận cùng bằng chữ y Uh, những cái từ nào tận cùng bằng chữ y thì chúng ta sẽ nhấn âm thứ ba từ bên phải qua insufficiency và chúng ta sẽ có một cái uh, ngoại lệ như thế này là chữ lý dysentery dysentery là chúng ta sẽ nhấn âm thứ tư ngay âm đầu tiên luôn một âm hai âm ba âm bốn âm dysentery hơi đặc biệt so với những cái chữ khác malignancy gynecology radiography, accessory, vân vân. Và thêm một cái ngoại lệ khác là những cái uh, từ nào mà tận cùng một blast thì chúng ta sẽ nhấn âm blast, tức là âm thứ hai từ bên phải đếm qua. rhinoplasty, mammoplasty. Đó chúng ta sẽ nhấn chữ blast này mạnh và dài hơn so với những so với những cái âm khác và cái bộ ba itis, osis và isis thì chúng ta sẽ nhấn âm những cái âm màu đỏ nè âm thứ hai từ bên phải đếm qua ví dụ như là dermatitis, cirrhosis, amniocentesis đó chúng ta sẽ nhấn cái âm thứ hai từ bên phải qua đối với bộ ba itis, osis và isis